đi sang ác khuyết tật như tiêu đề đây là một bài học đây là một bài học đòi hỏi sự kiên nhẫn chúng ta chọn tự do nhưng không có nghĩa là tự do có thể được tự do lựa chọn tất cả mọi thứ đều có trở ngại và từ bài học này tôi đã gặp nhiều người trong sự giao thoa của những trái tim khác nhau chúng ta nhận ra một ý chí kỳ lạ xảo sinh văn lầm lẫn giả dối chúng ta cần một đấng cứu thế, không bao giờ cần một đấng cứu thế. Chương 1. Vận mệnh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đây là trùng hợp cứu thế hệ thống 3.0, hiện tại chúng ta đem nó vận chuyển ở cùng linh hồn của ngươi tần số nhất trí trên, kế tiếp liền nhờ ngươi rồi, một gã tuổi trẻ học giả đối trước mắt dụng cụ bên trong trầm mặc không nói người nói, chờ ta mở ra những vũ trụ khác hàng rào về sau, trách nhiệm của ngươi chính là cứu vớt thế giới. Bảo Lưu Văn Minh, tuổi trẻ học giả lời thấm thía đối với dụng cụ bên trong người nói. Đi thôi, con trai của ta." Người học giả trẻ mỉm cười và nhấn nút màu đỏ trên bàn. Sau khi hắn rời đi, phòng của tên học giả kia bị người ta xông vào, lập tức vang lên tiếng súng. Qua không biết bao lâu thời gian sau, đang ở phiến thế giới này lợi dụng kiếp trước năng lực chế tác nam tử, trong đầu hắn xảo sinh cứu thế hệ thống rốt cục bắt đầu vận hành, tích đồng hành giả, thật cao hứng nhận thức ngươi không biết ngươi tên là gì xảo sinh cứu thế hệ thống rất nhân tính hóa lễ phép hỏi tên của ta gọi là xảo sinh xảo sinh cảm nhận được gió đêm tối nay trả lời hắn một chút cũng không kỳ quái xảo sinh cứu thế hệ thống xuất hiện hắn biết chính là bởi vì nó mới đi tới phiến thế giới này đồng hành giả tên của ngươi cùng hệ thống rất giống giữa chúng ta chắc hẳn cũng có chút vận mệnh liên lụy đi có khả năng đi ngươi đã mở ra như vậy cũng biểu thị thế giới cần cứu vớt đúng không Đồng hành giả ngươi rất thông minh, ngươi đoán 89 phần 10, ta sẽ ở trong lúc cứu vớt thế giới cho ngươi phụ trợ cùng tăng lên tương ứng, dựa theo ta sở tra xét thế giới logic, ta đem miễn phí cho ngươi một cái khuôn mẫu, ngươi có thể chiếu miêu họa hộ cũng có thể tự nghĩ ra tài khoản mới, nhưng là hết thảy hết thảy quyết định bởi ngươi đối với phiến thế giới này tai nạn lý giải, chú ý đồng hành giả, ngươi hết thảy logic tư duy đều phải phù hợp thực tế, như vậy ta mới có thể cho. Ngươi trợ giúp xảo sinh cứu thế hệ thống nhắc nhở nói như vậy chức trách của chúng ta liền muốn khởi công a à, bất quá trước đó trước đi hưởng thụ hưởng thụ đi xảo sinh biểu môi nhìn thoáng qua chung quanh cửa hàng cười nói thời gian dần dần đi qua tai nạn cũng ở trong bóng tối dần dần nhanh chóng tới gần làm người ta bất an xảo sinh ngồi ở quán cà phê nhìn phóng viên trên màn hình tv bên kia hơn 10 mét cùng với một số người bồn cầu nho nhỏ trong lòng có chút mơ hồ cái này bồn cầu có thế khiên bom đều là kỳ tích đi cái này hợp lý sao cứu thế đồng hành giả những cái bồn cầu này khác với những cái bồn cầu thông thường theo quan sát của tôi có thể phân loại nó thành người bồn cầu đầu của họ ngược lại là một trong những bộ phận yếu ớt nhất trong kết quả phân tích của tôi nhưng là bọn hắn sức lây nhiễm muốn so với ta dự đoán muốn cao hơn nhiều xảo sinh cứu thế hệ thống trầm thấp nói cao bao nhiêu xảo sinh trong lòng hỏi đồng hành giả tôi đã dò xét và phỏng đoán qua người bình thường căn bản không thể chống lại loại năng lực lây nhiễm này tiếng hát khiến người ta khó chịu kia cũng là trợ lực lớn nhất để bọn họ lây nhiễm ít nhất người bình thường hình thái là căn bản không cách nào cùng đối kháng xảo sinh cứu thế hệ thống hồi phục nói vậy chúng ta cần quan sát một chút chúng ta đi trước xem có người phản kháng hay không sau đó mới kết luận xảo sinh nghĩ thầm cầm lấy quần áo bên người ăn mặc chỉnh tệ đi ra khỏi quán cà phê xảo sinh đứng trên sân thượng dựa vào độ cao áp chế nhìn song phương đang hỗn chiến quy mô nhỏ phía dưới nhưng hai bên kia lệnh xảo sinh có chút khiếp sợ một bên theo dõi cùng một bên bồn cầu cái này là cái quỷ gì a à? xảo sinh trong lòng chấn động nói một phương bồn cầu đã đủ nghịch thiên rồi còn tới một phương theo dõi tuy nói theo dõi là người mấy đi nhưng vẫn như cũ rất ngạc nhiên xảo sinh nhìn hai bên hỗn chiến quy mô nhỏ phía dưới hướng cứu thế trong lòng hỏi giám sát chính là bên chúng ta muốn giúp đúng không vâng đồng hành như vậy lại quan sát đi chỉ sợ những này bồn cầu sẽ không đơn giản như vậy xảo sinh suy nghĩ một lát tiếp tục quan sát bồn cầu phương đứng lên hắn cũng sẽ không dễ dàng dùng hết cứu thế sợ cấp khuôn mẫu muốn cứu thế vậy nhất định không thể dễ dàng sử dụng bất kỳ vật phẩm đạo cụ có lợi nào cho dù muốn dùng cũng phải xuất hiện lực lượng lật bàn cờ ra nếu không nó cũng vô dụng thôi đồng nghiệp tôi có một đề nghị Nói đi, xảo sinh thầm nghĩ. Nếu ngươi có chút rối rắm cùng với tình báo không đủ, không ngại đi cùng bên giám sát tiếp xúc một chút đi, bọn họ cùng nhân loại có quan hệ rất lớn, như vậy sao, vậy bây giờ cũng không có biện pháp gì, đi xem một chút đi. Xảo sinh gật gật đầu xoay người từ thang máy từ bãi đổ xe ngầm rời khỏi chiến trường này xảo sinh đi một chút dừng một chút nhìn tuần tra số lượng càng ngày càng nhiều người theo dõi cũng nhận thấy được khu vực này hẳn là cùng bên theo dõi có chút quan hệ, lập tức để hệ thống quét hình lên. Người giám sát thấy xảo sinh nhân loại này cũng không có lựa chọn trục xuất, mà là hướng hắn giơ ngón tay cái tỏ vẻ tôn kính. Không lâu sau, hệ thống quét đã có kết quả. Đồng hành giả, ta ở chỗ này kiểm tra đo lường đến cực lớn năng lượng phản ứng, chắc là một tôn thế giới này đỉnh cấp chiến lực, người có thể dùng nó lấy kinh nghiệm, phương vị ở đâu. Xảo sinh hồi phục ngón tay cái của người theo dõi, trong lòng hướng hệ thống hỏi phương vị đã được đánh dấu trong tầm nhìn của mắt bạn. Đi thôi, đồng hành, xảo sinh vẫy vẫy tay tạm biệt người giám sát trước mắt, đi về hướng mà hệ thống đã đánh dấu cho hắn. Không một hồi, xảo sinh từ trong ngõ nhỏ đi ra nhìn thấy một tôn quái vật khổng lồ, đó chính là thế giới này trần nhà lực lượng sao, xảo sinh có chút khiếp sợ mặc dù không muốn xúc phạm, nhưng... Đại gia hỏa này tự hồ có chút ngốc manh ti tàn giám sát người cũng phát hiện xảo sinh, nhưng hắn nhận thấy được xảo sinh là người lúc kia máy móc theo dõi màn hình tràn ngập lòng hiếu kỳ quỷ mới biết ta làm sao nhìn ra lòng hiếu kỳ nhưng quả thật có chút ngạc nhiên xảo sinh nhìn đại gia hỏa này hỏi anh là sếp của bên giám sát phải không thật đẹp trai a à? lúc hỏi còn có chút cảm khái titan giám sát nhân nhìn xảo sinh tựa hồ nghe hiểu hắn nói chậm rãi gật đầu khi cự vật rất nhỏ tiếng nổ vang tràn ngập kỳ lạ áp bách cùng cảm giác an toàn rất vui được gặp anh, Titan Monitor. Sảo sinh cười nói với Titan Monitor. Titan theo dõi ăn ten của con người và có vẻ rất vui khi gặp sảo sinh. Vậy BB, lần sau gặp sảo sinh nhìn thân ảnh to lớn kia, trong lòng cũng có an bại đối với phần lực lượng kia, lập tức hắn cũng muốn trở về hảo hảo suy nghĩ. Titan giám sát nhân hướng hắn phất phất tay, biểu đạt ra tạm biệt nhìn ngốc manh ti giám sát nhân xảo sinh đối với cái này tràn ngập vui sướng ai có thể từ chối một cao đạt ngốc nghếch chứ dù sao tôi cũng không cự tuyệt được xảo sinh vẫy tay tạm biệt ti và rời khỏi đây trên đường đi xảo sinh cứu thế hệ thống đối với xảo sinh hỏi bạn đồng hành bạn đã nghĩ ra khuôn mẫu chưa đương nhiên và đủ để xoay chuyển tình thế xảo sinh tự tin trả lời sau khi trở về ta lại cùng ngươi chậm rãi nói đến trong đó ý nghĩ, xảo sinh gõ gõ đầu của mình đối với hệ thống thầm nghĩ. Chương 2 Lý do Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cứu thế, ngươi lúc trước ghi chép ti tàn giám sát nhân sao? Xảo sinh đi đến chính mình phòng ốc bề cửa sổ nhìn bên ngoài pháo hoa hỏi, đương nhiên, đồng hành giả, không cần hoài nghi ta đối với cứu vớt thế giới nghiêm túc trình độ, dù cho ngươi có một ngày không còn cùng ta làm bạn, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực cứu vớt thế giới, xảo sinh cứu thế hệ thống nghiêm túc nói. Phản phất nó cho rằng xảo sinh một ngày nào đó sẽ rời đi đồng dạng chắc là cứu thế cho rằng người bình thường không cần thiết thực hiện loại này không có tương lai chức trách đi, xảo. Sinh quay đầu nhìn trong tivi phát sóng giám sát người tiền tuyến chiến tranh đám đông kia sau khi nhìn thấy người giám sát đánh bại một người đi vệ sinh, nhưng sau đó ba nhà vệ sinh khổng lồ phá vỡ bầu không khí vui vẻ của tất cả mọi người những người theo dõi kia tuy rằng tràn ngập dũng khí xông lên nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh liên tiếp bại lui đây vẫn là lựa chọn về phía sau vững chắc đánh mới đạt được kết quả cái này to lớn ba bồn cầu để cho dân chúng hai mặt nhìn nhau bọn họ nhìn thấy cái này liền thân bồn cầu người đều choáng váng thật sự là không thể tưởng được vì cái gì bồn cầu sẽ lớn như vậy cảnh tượng lâm vào chết bình thường yên lặng xảo sinh nhìn bồn cầu khổng lồ như vậy trong lòng cũng lâm vào trầm tư hắn cũng nhận ra cái gọi là bồn cầu nhân này quá đặc thù, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Trở thành Titan hắn còn chưa nói chuyện, cứu thế cũng đã đem màn hình đưa đến trước mắt hắn hãy tạo ra Titan của bạn và biến thế giới thành một thế giới tốt đẹp hơn. Có thể cùng ngươi gặp nhau, là ta kia uất ức nửa đời trước may mắn lớn nhất, xảo sinh cười nói, hướng trong màn hình Titan giám sát nhân khuôn mẫu bắt đầu thay đổi có được đến từ người nào đó ban cho tri thức, hắn nhất định phải sáng tạo ra cứu vớt thế giới Titan muốn hỏi vì sao cố chấp như vậy đó chính là cứu vớt thế giới là lý do duy nhất hai người bọn họ ở bên nhau đồng hành giả ta cũng thật cao hứng gặp được người là ngươi xảo sinh cứu thế hệ thống dừng một chút tràn ngập nhân tính hóa cười nói xảo sinh bắt đầu cùng cứu thế hệ thống cấu tạo ra có thể cứu vớt phiến thế giới này titan sau hơn nửa giờ xảo sinh và cứu thế cuối cùng đã tạo ra sức mạnh tối đa mà họ có thể thực hiện cho đến nay lấy titan monitor làm khuôn mẫu nhưng hình dáng và khả năng cụ thể hoàn toàn khác nhau. Xảo sinh nhìn trước mắt mấy ngàn trương bản thiết kế đối trong lòng xảo sinh cứu thế hệ thống nói, đúng vậy đồng hành giả, bộ dáng này không chỉ có đẹp trai còn tràn ngập đến từ xảo sinh mũi nhọn khoa học kỹ thuật, chúng ta xuất phát đi. Xảo sinh cứu thế hệ thống kích động nói, phản phất là nó muốn dùng bộ dáng kia cứu thế đồng dạng, thanh trang bị. 180 độ chất lượng dẫn vai pháo bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào hấp thụ xung quanh phiêu tán và năng lượng của chính mình hình thành có thể theo dõi đạn năng lượng, có thể bắn liên tục súng laser nhiệt độ cao 180 độ. Cần tích trữ năng lượng nhưng thời gian tích trữ cực ngắn, có thể lựa chọn bắn liên tục nhưng không đủ sát thương, giá trị tích trữ cao nhất có thể đạt 60.000 độ C, nhưng dễ dàng làm cho súng quá nóng sẽ hỏng cảm biến mắt lớn. Khuôn mẫu và tăng cường titan giám sát mắt người, có thể thực hiện phát hiện sóng âm, cảm biến nhiệt, nhận dạng không khí lạnh, cũng như khả năng quan sát độ chính xác cao, siêu máy tính cảm biến mắt nhỏ sau vai, quan sát và xử lý đa hướng những nơi không thể nhìn thấy bằng mắt lớn xung quanh 360 độ vật liệu cơ thể, nén thép nano có thể được sửa chữa ở nơi có sắt và chất lượng, hoặc mất năng lượng của chính nó để sửa chữa và mật độ cực cao có thể ngăn chặn tất cả các chất nổ đã thấy trước đây nhiệt độ cao sẽ làm cho thân máy bay quá nóng nhưng sẽ không buộc dây chuyền sản xuất mô đun lõi không gian siêu hạt nhân có khả năng truyền tải liên kết một nguồn năng lượng khác và một mức độ nhất định của khả năng không gian, có thể đệm ngắn dịch chuyển tức thời, cũng có thể dịch chuyển tức thời cự ly dài nhưng cần tích lũy năng lượng siêu năng hạt tâm. Có được hủy diệt hết thảy vật chất năng lượng phản ứng, là trong cơ thể vật lý uy lực lớn nhất nguồn năng lượng, hơn nữa là sẽ không bởi vì năng lượng khác công kích mà nổ tung, ổn hại các loại, phạm vi công kích có thể khống chế, nhưng một khi phóng ra sẽ không cách nào thu hồi. Radar Sky Epsung Có thể hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào hiện đang được biết và quay lại tần số, có thể cảm nhận hiệu ứng của bất kỳ kênh nào thuộc tính thanh. Số liệu có thể không nhìn, trên cơ bản giai đoạn đầu một quyền liền chết, lực cổ tay. 300.000 tấn, từ thiết bị nén ten của cơ thể, lực cánh tay. 100.000 tấn, trên lý thuyết có thể trực tiếp giết chết người đi vệ sinh, lực chân. Toàn lực gia tăng trọng lực 55 vạn tấn, một cước là có thể đá chết, tốc độ cơ thể. Nhanh nhẹn, chậm chạp chiều cao. 89 m, Material Atom Extensino, trọng lượng. 50.000 tấn, tính di động của vật liệu NB, xảo sinh mở thanh trang bị cùng thanh thuộc tính ra xem xét, hài lòng gật gật đầu. Lập tức nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ nhảy xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh từ không trung rơi xuống được thay thế bởi một thân ảnh lớn hơn, nhưng còn chưa xuất hiện bao lâu đã biến mất không thấy lưu lại chút hào quang phiêu tán. Người phía dưới nghi hoặc ngẩng đầu nhưng cũng không thấy gì, lập tức tiếp tục chuyện của mình. Lúc này, trong một khu vực chiến sự giữa người giám sát và người vệ sinh, vua vệ sinh đột nhiên đến khiến bên giám sát trở tay không kịp, người giám sát trong chiến trường bị la dè của vua vệ sinh, dê. Mang, Tiêu diệt hơn phân nửa hiện tại đang dần dần rút lui. Đối chiếu 12 tập, rút lui, mau rút lui. Một cái cỡ lớn giám sát nhân chỉ huy phía trước đang chạy như điên mà đến giám sát nhân rút lui phương hướng, hướng về phía còn chưa tới giám sát mọi người qua cánh tay nhắc nhở bọn họ, nhưng rất hiển nhiên bồn cầu vương cũng không có ý định để cho bọn họ chạy trốn, lập tức trong mắt sáng lên quang mang hướng điểm rút lui bắn ra tia la cái kia la dây nhiệt độ cao thương tổn cùng nổ mạnh hiệu quả làm cho chưa kịp phản ứng giám sát người chết không toàn thay, cũng làm cho còn chưa chạy tới giám sát người lâm vào bị động phía sau còn có rất nhiều người bồn cầu, lần này ngay cả người giám sát cỡ lớn chỉ huy rút lui cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn tâm quay đầu rời đi. Người giám sát bị cô lập nhìn người giám sát đối diện rời đi cũng nhận thấy được bọn họ đã tiến thoái lưỡng nan, bộ đội người bồn cầu bắt đầu bao vây bọn họ ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị lấy cái chết đánh nhau, từng đạo quan cầu màu lam bay đến bên cạnh người đi vệ sinh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong bồn cầu, quả cầu ánh sáng nổ tung. CBD dập 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 yes yes CBD dập dập người bồn cầu bị công kích bất thình lình này dọa sợ nhìn đồng bạn bị hủy diệt lập tức xoay người bỏ chạy nhưng quan cầu màu lam kia còn có rất nhiều lấy tốc độ cực nhanh xông về phía bọn họ hơn nửa nổ tung. Lời bài hát CBD dọc dọc Z dọc nhưng hắn đoán sai rồi, đó cũng không phải là tiểu nhân đê tiện gì, mà là quái vật khổng lồ. Ngay khi theo dõi mọi người hoang hô, nghe thấy tiếng gầm rú quay đầu lại nhìn xem là đồng loại như thế nào giúp bọn họ một đạo quan mang trôi nổi ở trước mắt bọn họ, sau đó xuất hiện một lượng lớn ánh sáng che giấu thân hình trong đó, đợi đến khi ánh sáng tản đi, mọi người theo dõi càng thêm kích động nhau nhau giơ ngón tay cái lên một tôn 89M cực cao giám sát nhân đứng sừng sững ở trước mắt bọn họ bình tĩnh nhìn chăm chú vào bồn cầu vương tôn giám sát nhân kia tự hồ nhận thấy được phía dưới giám sát mọi người tán thưởng đem đầu cuối nhìn giám sát mọi người tán dương chính mình cũng giơ một tay hướng về phía bọn họ điểm cái tán thưởng đám giám sát dường như vô cùng kích động, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Xảo sinh nhìn những người theo dõi vui vẻ phía dưới mỉm cười nói. Thật đơn thuần a à, cái kia tôn 89M Titan giám sát chính là xảo sinh sở hóa, xảo sinh cứu thế hệ thống đảm nhiệm Titan chủ yếu hệ thống, mà xảo sinh làm hành động cùng người sử dụng đi tới nơi này xảo sinh hướng về một cái phương hướng dùng ngẫu nhiên truyền tống lúc vừa vặn ở trên đường gặp được hiện tại tình huống này, lập tức dùng vai pháo xạ kích chính mình cũng lợi dụng lúc này xuất hiện ở đây hiện tại bộ dáng cao lớn của xảo sinh khiến người giám sát phía dưới ngưỡng mộ. CBD dập 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 yes yes shit dập dập, vu bồn cầu nhìn xảo sinh cao hơn mình mấy cái đầu, trong mắt vô cùng ngưng trọng, phát hiện chiến lược bên cạnh mình chỉ có thể tạm thời rút lui. Xảo sinh nhìn vua bồn cầu đang từ từ lui về phía sau, chậm rãi giơ một tay lên, pháo la nhiệt độ cao trên cánh tay bắt đầu tích trữ năng lượng, không bao lâu liền bắn về phía hắn. Nhiệt độ kia ngay cả không khí cũng vặn vẹo, bồn cầu vương nhìn thấy cổ công kích kia lập tức dùng ánh mắt la ngăn cản tuy rằng cũng không có triệt để ngăn trở, nhưng cũng làm cho xảo sinh phát ra la dè lệch đi, lập tức nhân cơ hội chui vào cao ốc biến mất không thấy gì nữa. Xảo sinh chậm rãi đi qua kiểm tra, phát hiện cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bồn cầu người về sau, an tâm đi trở về ngồi sổng xuống nhìn phía dưới người giám sát bọn họ ở đó thương thảo với nhau cái gì, lập tức một vị nhỏ theo dõi nhân đi ra hướng xảo sinh dùng phát đi kênh phương thức nói ra. Titan Vương, xin hỏi một chút, ngài cùng chúng ta ti giám sát, tổng hợp giả có quan hệ gì sao? Xảo sinh nhìn thoáng qua người giám sát nhỏ, trong lòng hiểu rõ lập tức giải đáp. Có chút, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau, ta là vì cứu vớt thế giới mà đến, các ngươi có cái gì cần sao? Thấy xảo sinh không muốn tiết lộ bọn họ cũng không có biện pháp gì, bất quá cũng may vị ti vương tương tự như ti giám sát này là một trận doanh, lập tức người giám sát nhỏ tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngài có thể giúp chúng ta trở về sao? Chúng ta cho ngài chỉ đường, chúng ta cần đem phần này bồn cầu phương tình báo trước một bước mang về tổng bộ. Vừa rồi không phải rút lui một ít giám sát nhân sao? Các ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Bọn họ coi như rút lui nhiệm vụ thứ nhất không phải trở về, mà là tìm kiếm cái khác tiểu tổ tập kết lực lượng, sau đó lần nữa cùng bồn cầu người chiến đấu, loại này tình báo truyền đạt quá chậm, bất lợi cho chiến tranh tình huống. Sảo sinh gật gật đầu đem tay mở ra ở này đám người theo dõi trước mặt, nhìn chậm rãi bò lên theo dõi mọi người trong lòng bắt đầu tự hỏi những thứ khác, đồng hành giả, cái kia đại bồn cầu là cho tới bây giờ vấn đề lớn nhất, ở vừa mới giao thủ bên trong, đã quét hình ra sự tồn tại của hắn đối với thế giới tai nạn mà nói là cực lớn, sảo sinh cứu thế hệ thống lúc này nhẹ giọng nói nghe thấy mấy thứ này sảo sinh, vừa mới tự hỏi cũng bắt đầu biến thành tự hỏi hệ thống nói bồn cầu lớn rồi, lập tức hướng về trong tay vừa mới cùng hắn đối thoại loại nhỏ người theo dõi hỏi. Cái bồn cầu lớn biết bắn la dè kia tồn tại như thế nào? Ngài nói chính là vừa mới bị ngươi đánh lui bồn cầu vương sao, đó là cùng chúng ta Titan không sợ giám sát cùng một cấp bậc tồn tại, trước mắt chúng ta cũng còn đang nghĩ biện pháp đối phó hắn, ở còn có khả năng dưới tình huống, chúng ta không thể dễ dàng sử dụng ác chủ bài xảo sinh gật đầu, nhìn những người theo dõi đã bò lên hỏi. Ngươi muốn đi đâu? ở bên kia chừng 5 km. Người giám sát nhỏ chỉ chỉ phương hướng sâu trong thành phố nói. Xảo sinh chậm rãi đứng dậy phát ra tiếng nổ lớn, lập tức mang theo camera trong tay hóa thành quan tử phiêu tán mà đi. Chương 3 Tiếp xúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quan sáng lại lần nữa từ không trung xuất hiện hấp dẫn một đám người ánh mắt, đợi đến quan sáng mang đến thị giác che giấu sau khi biến mất, xuất hiện thân ảnh làm bọn họ thập phần chấn động xảo sinh nhìn chung quanh nhà cao tầng san sát, tìm người theo dõi tuần tra nơi này, sau đó ngồi xổm xuống đem người theo dõi trong tay thả xuống. Người giám sát trong lòng bàn tay rất hiển nhiên bị phương thức đi tới này chấn động, đặc biệt là người giám sát loại nhỏ kia, từ vừa rồi bắt đầu cũng đã không nói lời nào. Cho đến khi người giám sát vỗ vỗ hắn mới phục hồi tinh thần cảm kích xảo sinh. Vô cùng cảm kích, Titan Vương. Mạo mùi hỏi một chút danh hào của ngài là gì? Sảo sinh nghĩ nghĩ trả lời. Lời bài hát The Sanvato Sảo sinh, cứu thế giả Sảo sinh, chúng ta sẽ ghi nhớ ngài trợ giúp, không biết ngài kế tiếp hành động là. Sảo sinh chậm rãi đứng dậy, tiếng máy móc nổ vang thật lớn kia làm cho mọi người cùng người theo dõi chung quanh đều tràn ngập an tâm, trong quá trình đứng dậy thuận thế trả lời. Đi xem các chiến khu khác, sau đó quan sát chiến cuộc. Dứt lời xảo sinh lại lần nữa hóa thành quan tự biến mất không thấy nhìn xảo sinh rời đi, người theo dõi bị hắn mang đến lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tôn kính. Một người giám sát không rõ nguyên do đi tới hỏi người giám sát đang nói chuyện với xảo sinh. Bằng hữu, tình huống gì có thể nói không? Chờ ta đem tình báo cáo biết Titan không sợ giám sát cùng tổng bộ, các ngươi cũng sẽ biết, tên kia loại nhỏ giám sát nhân nhanh chóng trả lời sau vội vội vàng vàng hướng tổng bộ đi tới người giám sát kia gật đầu, bắt đầu hỏi những người giám sát khác đồng hành giả tiếp theo chúng ta đi đâu xảo sinh cứu thế hệ thống hỏi người quét hình một chút nơi nào có năng lượng cao phản ứng chúng ta đi đâu chúng ta đi bắt bồn cầu vương hiểu rồi đang quét chỉ trong chốc lát hệ thống xảo sinh cứu thế đã quét xong phần lớn khu vực thông báo tình hình các khu vực cho xảo sinh biết xảo sinh sờ cầm suy nghĩ cho đến nay tai họa mà một loài mang đến là nhất định phải hủy diệt tất cả loài này mới được nếu không chỉ có hậu hoạn vô cùng. Trước tiên quan sát đi, xảo sinh dứt lời, đem thân thể biến trở về chi tiền nhân bộ dáng đi ở trên đường cái, tìm chỗ cao điểm bắt đầu quan sát. Thời gian dần dần trôi qua, trong lúc này xảo sinh nhìn thấy một cái treo lơ lửng trên bầu trời pháo laser bị hai đạo laser nổ tung, hệ thống cũng ở trong lúc đó nhắc nhở Titan giám sát người xuất động, hơn nữa giết chết một cái cường đại sinh vật tượng trưng, thời gian cũng chậm rãi tiếp cận hoàng hôn hoàng hôn đã tới xảo sinh nhìn Titan theo dõi người bay tới trợ giúp cùng với những người dưới lầu đã cùng người theo dõi đánh không kém bao nhiêu người bồn cầu, cùng với một vị vua bồn cầu. Đồng hành giả, lúc này càng là cơ hội a à, cùng Titan giám sát nhân hợp tác đi, xảo sinh cứu thế hệ thống đề nghị nói ta cảm thấy có thể dứt lời. Xảo sinh liền tiếp tục nhìn nắm lên hai con nhện người bồn cầu Titan giám sát nhân đem hắn bóp nổ chờ đợi cắm vào chiến cuộc thời cơ cbd dập 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 yes yes shippy dập dập toilet vương từ một bên vết ra trong mắt bộc phát tia laser mãnh liệt bắn về phía titan giám sát người titan giám sát nhân sớm có chuẩn bị từ phía sau lấy ra một mặt thuẫn bài thoải mái chặn tia laser nhưng bồn cầu vương trêu tức cười dừng tia laser lập tức bồn cầu vương phía sau đột nhiên đánh úp lại một cái phía sau sáu cái tên lửa tự bạo binh hướng về titan giám sát nhân vọt tới rõ ràng là hai bên đã sớm có phương án nhằm vào nhau. Xảo sinh nhìn thấy xuất hiện tự bạo binh trong lòng đã sớm có suy đoán, lập tức hóa thân cái kia 89 mét thân ảnh thật lớn lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Thân ảnh từ trong không trung xuất hiện một cước đem người bồn cầu tự bạo xông tới, dẫm vào mặt đất gắt gao không thể nhúc nhích. Lập tức chậm rãi đứng dậy phát ra tiếng nổ lớn, khiến người bồn cầu phía dưới nhau nhau tán loạn, xảo sinh nâng lên ánh mắt lam kim đang xen nhìn về phía vương bồn cầu không thể tin dừng lại ca hát. Ngay cả Titan giám sát phía sau người cũng bị xảo sinh xuất hiện chấn động, hắn phi thường cao hứng vặn vẹo lỗ tai ăn ten trên đỉnh đầu mình, lập tức đi tới bên cạnh xảo sinh nhìn chăm chú vào bồn cầu vương. Nhưng vua bồn cầu cũng không vì vậy mà nhát gan chạy trốn, rống giận một tiếng tiếp tục ca hát. CBD dập 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 lập tức phía sau hắn cũng bắt đầu tràn vào càng nhiều người bồn cầu đại quân hướng về phía hai Titan vọt tới. Tại quan chiến giám sát mọi người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính lập tức buông tha quan chiến nhau nhau gia nhập chiến trường. Sau đó giám sát người trợ giúp cũng tới vô cùng nhanh chóng để ngoại trừ Titan bên ngoài chiến đấu cân bằng lên. Xảo sinh nhìn bồn cầu vương trong lòng đang tự hỏi hắn vì cái gì như vậy tự tin nhưng bên cạnh Titan giám sát người cũng mặc kệ, lập tức xông lên một quyền lại một quyền hướng bồn cầu vương vung lên. Bồn cầu vương ngay cả tay cũng không có, bị Titan giám sát người khiên chắn chống chặt chẽ, tại Titan giám sát người muốn kéo bồn cầu vương buộc lúc, bầu trời có cái hơi sáng đồ vật đã bay tới mà vu bồn cầu cũng lộ ra nụ cười thực hiện được, lập tức dùng sức đẩy người giám sát Titan ra, lập tức lẻn vào thành phố biến mất không thấy đâu nữa. Người giám sát Titan vừa định đuổi theo đã bị xảo sinh mạnh mẽ kéo về dùng quần áo bảo vệ. Một viên đạn đạo liền nổ ở Titan giám sát người vừa rồi vị trí hơn nữa uy lực cực lớn, vừa mới hỗn loạn chiến cuộc cùng thành thị nháy mắt bị cái này đạn đạo chỗ bốc hơi ngay cả Titan giám sát người cũng không hoàn toàn tại lúc này được xảo sinh bảo vệ tốt, dẫn đến không có một bàn tay. Xảo sinh cảm thụ được nhiệt độ và năng lượng đáng sợ kia, lập tức hệ thống đưa ra lời giải thích. Xuyên lục địa tên lửa, là quân đội chiến lược uy hiếp tính vũ khí, đoán chừng là bị bồn cầu người xâm lấn sau đó tiến hành sử dụng, mục đích đoán chừng là vì triệt để thanh trường ngươi cùng Titan giám sát ngươi. Nếu như vừa mới ngăn cản bồn cầu vương, nói không chừng có thể đổi chết hắn, dù sao xảo sinh khoa học kỹ thuật ngươi cũng không sợ xuyên lục địa tên lửa đạn đạo, xảo sinh cứu thế hệ thống nói ra, nhưng Titan giám sát người có thể chịu không nổi, cái này tên lửa còn có thể phóng ra sao? Đồng hành, tôi không thể hoàn toàn đảm bảo bất cứ điều gì khác nhưng tên lửa này sẽ không còn nữa tại sao bởi vì tên lửa này chỉ có một phát vừa rồi nhưng e rằng có thể tái tạo nếu là như vậy thì phiền toái rồi xảo sinh nghĩ đến vấn đề trong đó nhưng tôi có một ý tưởng đồng nghiệp có thể nghe một chút nói xem xảo sinh buông tự hỏi tò mò hỏi quân đội lúc trước đại khái đã đoán được loại tình huống này cho nên xuyên lục địa tên lửa chỉ có kia một phát những thứ khác đã tiêu hủy chúng ta không ngại đi quân khu lấy điểm chúng ta cần đồ vật đâu được vậy bây giờ xử lý hiện tại trước Xảo sinh buông titan ra tiếc núi nói tổng hợp lại ta thật xin lỗi cũng không thể cứu vớt tất cả giám sát nhân nhưng người trước mắt là quan trọng nhất hy vọng ngươi có thể tìm được thắng lợi phương pháp titan giám sát nhân cúi đầu nhìn đồng bạn thi hài trầm mặt không nói liền ngay cả kia thường xuyên dựng thẳng ăn ten bản lỗ tai đều rơi xuống tổng hợp lại, ta đi trước, vì thắng lợi lần sau, xin chuẩn bị đầy đủ. Xảo sinh dứt lời, thân thể khổng lồ tán thành quan tử biến mất. Người giám sát Titan nhìn xảo sinh rời đi lại nhìn thi hài đầy đất, ánh mắt giám sát Titan tràn ngập máu đỏ, lập tức trầm mặt dùng ba lô tên lửa sau lưng bay đi. Chương 4 Bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cứu thế, chúng ta cần cái gì? Quan sáng hiện ra to lớn thân hình sau, xảo sinh nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sa mạc hướng về hệ thống hỏi, đồng hành giả, chúng ta cần một ít thế giới này cường thét, cùng với một ít đồng tuyến cùng phân tử cao lưu động thể, ta muốn trước tiên cải tiến ngươi Titan Radar, để bọn hắn về sau coi như tạo ra tên lửa coi như phóng ra cũng vô dụng, a à, Radar còn có hiệu quả này sao? Xảo sinh tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, tần số rung cao có thể trực tiếp làm cho động cơ đẩy của tên lửa mất hiệu lực, chỉ cần tiến hành cải tiến, dưới tình huống khoảng cách đầy đủ, có thể trực tiếp trên không trung liền hủy diệt những tên lửa kia, vậy giao cho ngươi, ta đi tìm vật liệu cần thiết, xảo sinh gật gật đầu, hướng trong sa mạc duy nhất một cái giếng phóng đi đến xảo sinh đi tới phía trên giếng phóng, chậm rãi ngồi sổng xuống dùng sức một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn, lập tức hóa thân thành hình. Người từ lỗ thủng miệng giếng nhảy xuống sử dụng chuyển đổi vật chất và vật chất, trong khoảnh khắc rơi xuống đất hóa thành khối lượng của Titan sau đó chuyển đổi trở lại để ngăn chặn nó trở nên lớn hơn, trùng hợp rơi xuống đất thành công xảo sinh bắt đầu chậm rãi ở chỗ này thăm dò lên, trên đường cao tinh vi dụng cụ ở chỗ này trải rộng, tự hồ nơi này không phải một cái vô cùng đơn giản quân khu trọng địa. Cuối cùng trong một căn phòng, xảo sinh tìm thấy một cái máng nuôi dưỡng cùng với một bản báo cáo nghiên cứu. Báo cáo nghiên cứu như sau: Ngày 6 tháng 3, khai cuộc thành công một phần điểm tựa của bộ não tinh thần, đây là một bước tiến lớn của nhân loại, ngày 7 tháng 3 bị gạch bỏ, ngày 8 tháng 3, khi khai cuộc điểm tựa của bộ não tinh thần, vật thể lại ở cùng một chỗ với bồn cầu, cũng không biết là tình huống gì, ngày 9 tháng 3, hôm nay lại là một tiến bộ lớn, nhưng ánh mắt của đối tượng thí nghiệm kia luôn có chút hài hước, vấn đề này báo lên an bảo trước đi, bọn họ tại va chạm gian phòng của ta, an ninh toàn bộ đã chết cũng biến thành đồng loại của bọn họ ta đem viết xuống thí nghiệm tham số vọng về sau người có thể thay đổi đây hết thảy nhưng rất đáng tiếc mặt sau cũng không có chữ chắc hẳn còn chưa viết đã bị quái vật nuốt chửng xảo sinh nhìn đến đây ngẩng đầu nhìn về phía máng bồi dưỡng thực phẩm dinh dưỡng xanh mượt phía trên làm hắn có chút chán ghét không giống quá yên tĩnh xảo sinh nhíu mày nói lập tức xoay người đi ra khỏi phòng đi dò xét những phòng khác xem có tin tức gì khác không vừa mới đi ngang qua một cái nhà kho lúc, xảo sinh cứu thế hệ thống liền nhắc nhở xảo sinh, đồng hành giả, ta nhận thấy được năng lượng phản ứng, nơi đây không nên ở lâu, chân tướng cũng không trọng yếu, chúng ta cần đồ vật tìm được liền trước rút lui đi, xảo sinh chậm rãi đi trở về, nhìn một mảng lớn tài liệu gật gật đầu, lập tức lấy tay dán lại để hệ thống đem tài liệu thu nạp đi vào. Xảo sinh cứu thế hệ thống đem vật liệu gấp lại lưu vào dị không gian của mình, lập tức ý bảo xảo sinh một chút xảo sinh gật đầu hóa thành ti tan phá tan toàn bộ căn cứ lập tức tản thành điểm sáng rời đi mà sau khi xảo sinh rời đi một đội người bồn cầu chậm rãi tụ tập nhìn giếng phóng tên lửa nhô ra vài cái động hai mặt nhìn nhau trên mặt đều tràn ngập khó hiểu cho đến khi một người bồn cầu dáng dấp lão giả nhìn hài cốt phía dưới lộ ra nụ cười quỷ dị đồng hành giả xuất hiện một cái mới phe phái trợ giúp là người âm thanh, xảo sinh cứu thế hệ thống nhắc nhở nói xem ra tình hình chiến đấu rất không lý tưởng, chúng ta phải nhanh lên trở về, xảo sinh nghĩ vậy, lần nữa tiến hành truyền tống hướng thành thì chạy đến cùng lúc đó, một chỗ chiến khu bên trong giám sát nhân cùng loa nhân đồng thời đang xử lý cái này đầu đường phố bồn cầu nhân. Nhưng thình linh xuất hiện một cái thật lớn thổ phỉ bồn cầu nhân làm chiến cuộc có chút bất lợi. Tập 26, nhạc sĩ Titan mới xuất hiện, nhưng cũng đúng lúc này, một trận âm hưởng thật lớn truyền đạt đến trong lòng mỗi người âm thanh cùng người giám sát, phấn chấn lòng người đồng thời tràn ngập lực lượng. Chúng tôi sẽ tìm thấy bạn, nhìn kia. Một cái màu đỏ thẩm ti tan âm thanh nhân bay tới, ở trên không trung hướng to lớn bọn cướp bồn cầu nhân dùng cánh tay nhỏ pháo tiến hành xạ kích. Hành động theo cách tốt nhất của bạn, ti tan sao mần dần dần đến gần người đàn ông nhà vệ sinh của bọn cướp, hạ cánh trước mặt nó khi nó bị bắn nhầm và chuyển sang tấn công bằng cú đấm tân do bắt ông mô thơ nay chờ trở về với bản thân giơ tay phải lên đột nhiên một quyền đem đạo tặc bồn cầu nhân toàn bộ thân thể đều đánh cho nhìn như bay ra ngoài bình thường nó phẫn nộ hướng về phía titan âm thanh nhân rống giận nhưng titan âm thanh nhân cũng không quen nó đem trên cánh tay cực lớn hồng pháo nhét vào đạo tặc bồn cầu nhân miệng mọi người đều muốn cai trị thế giới một pháo bắn ra áp chế lập tức titan âm thanh nhân vươn tay kéo bồn cầu của bọn cướp nó cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ tiếng xả nước thật lớn biểu đạt cứ như vậy dễ dàng đem bọn cướp nhà vệ sinh giết chết. Người chơi loa Titan ngay lập tức ngồi trên bồn cầu, diễn đạt bài phát biểu im lặng của người chiến thắng. Những người theo dõi hướng về phía người thu âm Titan khen ngợi tỏ vẻ tôn kính, nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ xuất hiện bên cạnh người thu âm Titan, lập tức càng thêm vui vẻ. Bên giám sát đã biết sự tồn tại của xảo sinh, nhưng tình báo của người thu âm vẫn chưa chia sẻ hết nhưng lễ phép vẫn phải có titan nhân âm thanh cảnh giác đứng lên tại nhìn thấy quan sáng biến mất sau lộ ra tương tự theo dõi phương bộ dáng sau cảnh giác tâm hạ thấp một ít ngẩng đầu hướng xảo sinh chào hỏi xin chào đồng minh rất vui được gặp bạn xảo sinh chậm rãi đứng dậy nhìn titan cao chừng một nửa hướng hắn khen ngợi hắn cũng khen ngợi đáp lại phần khen ngợi này người nghe titan nhìn xảo sinh cao gấp đôi mình có chút kính nể tán gẫu với xảo sinh đồng minh Ngươi tên là gì? Ngươi có thể gọi ta là diễn giả hoặc là xích hồng. Ta là cứu thế giả xảo sinh, xích hồng ngươi có thể trực tiếp gọi ta là xảo sinh, bất quá các ngươi âm hưởng như thế nào tới trợ giúp. Ân. Ừ. Bởi vì cái kia làm cho người ta nội tâm tên lửa làm cho người giám sát tổn thất đại lượng lực lượng, thậm chí làm cho Titan giám sát tổng hợp giả đều chịu không thể chống cự tổn hại, thân là bằng hữu, lúc này nhất định phải hỗ trợ. Lại nói, ngươi không biết sao ti âm thanh nhân nhìn xảo sinh nghi hoặc hỏi thật xin lỗi ta xác thực không biết ta chỉ là giúp qua giám sát người bề bộn cũng không phải chân chính giám sát người chính như tên của ta như vậy trách nhiệm của ta chính là cứu thế vô luận là như thế nào địch nhân ta đều sẽ đứng ra nguyên lai là như vậy a à? khó trách ti âm thanh nhân như có điều suy nghĩ nhìn xảo sinh gật gật đầu thì thào tử nói ta muốn đi tìm bồn cầu vương nơi này chiến khu liền giao cho ngươi xảo sinh hướng về ti tan người âm thanh phó thác nói ta hiểu xảo sinh chúc ngươi may mắn ti tan sao mang hướng về phía xảo sinh nhẹ nhàng phất tay nhìn xảo sinh hóa thành hào quang tản đi chúc phúc nói lập tức một cước đá văn bồn cầu của bọn cướp lại cất cánh bay về phía chiến khu khác và người thu âm và người giám sát gần đó đã tiếp tục đi trong khi hai ti tan đang nói chuyện vì chiến thắng thừa thắng truy kích chương năm cường ngạnh hành động bạn đang nghe tại truyện chấm audio đồng hành giả tôi đã dò xét được tọa độ của vua bồn cầu nhưng nơi đó có rất nhiều phản ứng năng lượng cùng tần số chắc là đội chủ lực của người bồn cầu anh còn muốn đi không đi đương nhiên đi người trước thăng cấp một chút đa, ta đi trước ăn một bữa cơm xảo sinh vội vàng nói hắn ngày hôm qua liền quên ăn cơm chỉ lo suy nghĩ đánh một ngày hiện tại tranh thủ thời gian đi bổ một chút nói xong hệ thống cứu thế xảo sinh bắt đầu làm việc nghiêm túc xảo sinh đi trong thành phố yên tĩnh tìm cửa hàng có người nhưng rất hiển nhiên bởi vì người bồn cầu cùng với tên lửa xuyên lục địa uy hiếp hiện tại người cũng sẽ không đi ra điều này làm cho xảo sinh có chút tiếc nuối thở dài nói ai xem ra mỹ vị đồ ăn rời ta mà đi rồi ngay khi đi ngang qua một ngõ nhỏ xảo sinh tinh mắt nhìn thấy một nhà hàng đang buôn bán tò mò đi tới xảo sinh nhìn cái này cao nhã cơm tây suy nghĩ một chút chung quanh cũng không có cái khác cửa hàng chỉ có thể nhìn đau bỏ đi những thứ yêu thích lấy ra ở thế giới này kiếm được một chút tiền nhỏ đi vào đột nhiên một tiếng đàn dương cầm tao nhã từ bên trong truyền ra xảo sinh đi về phía âm thanh một ông lão tao nhã đang chơi đàn dương cầm quên mình ông ta không hề nhận ra phía sau có một người đang thưởng thức âm nhạc tuyệt đẹp đợi sau khi hát xong xảo sinh mới chậm rãi vỗ tay hoang hô làm tốt tấm gương đạo đức của khán giả nhưng khán giả chỉ có một. Lão giả chậm rãi đứng dậy thi lễ với xảo sinh, cảm tạ xảo sinh tán thưởng, hơn nữa từ trên xuống chậm rãi ưu nhã đi tới trước mặt xảo sinh. Lão giả nhìn xảo sinh, xảo sinh cũng nhìn lão giả, lập tức lão giả nghiêng người sang một bên, lấy tay nhường lễ đồng thời nói. Tiên sinh, bên này mời. Cảm ơn, xảo sinh nhẹ giọng trả lời, lập tức đi vào bên trong sau đó lão giả cũng đi theo sau xảo sinh hai người đi về phía bàn ghế nhà hàng xảo sinh lúc ngồi xuống hướng lão giả lấy tay ý bảo đối diện mình một chút lão giả gật gật đầu cũng chậm rãi ngồi xuống theo tiên sinh ngài cũng là tới khuyên bảo lão nhân sao lão giả hỏi không phải lão tiên sinh ta chỉ là muốn ở chỗ này ăn một cái bình tĩnh giữa trưa cơm trưa xảo sinh cười đáp như vậy a à, ha 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 tiên sinh ngài muốn ăn chút gì ngài bữa trưa do ta trả tiền lão giả bừng tỉnh đại ngộ sau cười nhẹ nói xảo sinh vừa định nói gì đó đã bị lão giả cắt ngang hắn vừa cười vừa nói coi như là ngài hồi báo tán thưởng đi tiên sinh đừng khách khí thịnh tình khó từ chối đã như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh xảo sinh cũng cười rộ lên nói lão giả gật đầu để xảo sinh chờ mình đi ra phía sau bếp bắt đầu nấu ăn xảo sinh chờ thức ăn đến nhìn đàn dương cầm trên sân khấu, trong lòng dường như toát ra chút ý nghĩ. Dường như có thể thử đem đàn dương cầm hiệu quả thêm ở Titan trên người A, đáng tiếc hiện tại không có bao nhiêu tài liệu. Thời gian dần dần trôi qua, lão giả cũng chậm rãi bưng lên nơi này chiêu bài món ăn, để xảo sinh ăn được gì thường thoải mái cảm tạ lão tiên sinh cảm khái, xảo sinh ăn uống no đủ hướng lão giả đáp tạ nói lão giả cười rộ lên, phất phất tay hơn nửa biểu thị bao nhiêu chuyện mà xảo sinh ăn no đi tới cửa nhà hàng, nhìn lão giả lẻ loi vẫy tay tạm biệt hắn hỏi hắn lão tiên sinh còn có yêu cầu gì nữa không lần sau ta có thể sẽ không tới ta đã không có cái gì cần hiện tại đã im bạc một thân nếu như nói tiếc nuối chỉ sợ chính là không có để cho ca khúc của ta truyền bá đến các nơi trên thế giới a lão giả nhẹ giọng trả lời mang theo ưu thương cùng tự dẫu ngữ khí có thể cho tôi biết bản nhạc kia không xảo sinh đi tới nghiêm túc hỏi đương nhiên có thể tiên sinh. Lão giả đánh giá xảo sinh thật sâu, nghĩ tới cái gì thoải mái nói. Lão giả lấy ra một bản nhạc trong đàn dương cầm đưa cho xảo sinh và trịnh trọng nói. Ngươi già, đã không thèm để ý thanh danh, nếu như một ngày nào đó hữu dụng, vậy cứ việc yên tâm dùng đi. Ta hiểu rồi, cáo từ, lão tiên sinh, xảo sinh cầm bản nhạc, đứng ở cửa phòng ăn hướng lão giả gật gật đầu, sau đó rời đi lão giả nhìn xảo sinh đã đi xa xoay người ngồi trên đàn dương cầm tiếp tục đánh đàn đồng hành giả đã hoàn thành di đây là cái gì xảo sinh cứu thế hệ thống nhìn thấy xảo sinh trong tay phổ tử hỏi một mộng tưởng xảo sinh suy tư một lát nhẹ giọng trả lời đồng hành giả điều này tôi không thể hiểu được nhưng vì bạn đã lấy nó nó rất hữu ích đi thôi vua toilet sẽ không dừng bước đâu ân ừ, chúng ta xuất phát vừa dứt lời xảo sinh biến thành titan trong nháy mắt tán thành hào quan biến mất không thấy. Nhà vệ sinh lại đang hợp, đang suy nghĩ về âm thanh titan và một phương án tác chiến theo dõi titan khác thần không biết quỷ không hay. CBD dập 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 yes yes cbd dập dập bọn họ đang kịch liệt thương thảo, chỉ có bồn cầu vương ở đó làm câm điếc, cái gì cũng không nói, ánh mắt ngưng trọng đang suy nghĩ cái gì. Lời bài hát CBD dọc dọc yes, Jet Shippy dọc vương triệu bồn cầu đánh vào vị trí phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng bị một bàn tay vương ra từ trong ánh sáng bắt được không thể động đậy. Mặt khác to lớn cùng loại nhỏ bồn cầu thấy đột nhiên xuất hiện khổng lồ Titan lập tức nhao nhao xông lên. Mưu toàn giết chết xảo sinh xảo sinh tay trái bắt được bồn cầu vương dùng sức ném một cái, trực tiếp đem phía trước một mảng lớn bồn cầu nhân đập nát. Lập tức xảo sinh trên vai hai cửa pháo đài nhau nhau chuyển động lên. Nhanh chóng hướng chung quanh bắn ra màu làm theo dõi quan cầu cái kia theo dõi quan cầu thương tổn trực tiếp liền đem loại nhỏ bồn cầu người miễu sát, hơn nữa để cho muốn tới gần cỡ lớn bồn cầu người đau đớn không thôi xảo sinh nhìn xung quanh đang nổ tung, pháo la dè ở cánh tay phải nhắm ngay người bồn cầu cỡ lớn gần nhất, bắn ra nhiệt độ cao khiến người ta tuyệt vọng. Sau đó, xảo sinh chậm rãi đi tới bồn cầu vương, người muốn ngăn cản bồn cầu của hắn xung quanh cũng không chịu nổi thương tổn của pháo đài cho dù tới gần cũng bị xảo sinh một quyền ngu ngốc thậm chí trực tiếp ngất đi bồn cầu vương phẫn nộ hướng xảo sinh gầm rú nhưng hắn lại chậm rãi lui về phía sau hắn sợ hãi một chữ cbd lặp đi lặp lại đột nhiên từ không trung truyền đến đó lại là người tự nổ bồn cầu tên lửa là đã được sửa xong sao lúc trước trùng hợp một cước không thể dẫm chết nó thật sự là quá rẻ xảo sinh nâng mắt to của mình lên nhìn người bồn cầu tên lửa dần dần tới gần khi đến một khoảng cách nhất định, toàn thân lập tức chuyển động nghiêng người né tránh hành vi tự bạo của người bồn cầu tên lửa. Người đi vệ sinh tên lửa cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn chỉ có thể bay xa một chút rồi mới bay tới. Khi người trong bồn cầu tên lửa chuẩn bị bỏ qua trùng hợp, thuận thế giơ tay phải lên, pháo la dè trên cánh tay nhắm vào vua bồn cầu bắt đầu tích trữ năng lượng, khi hoàn toàn bay qua pháo la dè cũng thuận thế bắn về phía vua bồn cầu. Vua bồn cầu lập tức dùng tia la dè tiến hành phản kích, giống như lần trước đem ánh sáng lệch đi, nhưng hắn cũng rốt cục nhớ tới chuyện mình có tia laser này, bắt đầu bắn về phía xảo sinh. Nhưng tia laser bắn trúng xảo sinh cũng giống như không có việc gì, thậm chí khi bắn trúng hạch tâm xảo sinh cũng không có bất kỳ ý nghĩ bảo vệ nào, còn đang từng bước tới gần vu bồn cầu. Vu bồn cầu lập tức trống giận lên, mang theo laser cực lớn bồn cầu cùng bồn cầu nhện bắt đầu hướng xảo sinh công kích, vọng tưởng dùng số lượng thay thế chất lượng sự trùng hợp của tia laser thực sự làm cho nó mạnh hơn nhưng nó chỉ để lại những vết trầy xước và khói trên cơ thể khổng lồ của Kiasen mà thôi hỏa lực của xảo sinh hoàn toàn không thua gì người bồn cầu mà vua bồn cầu hiện nay sở hữu mới ngắn ngủi vài phút pháo trên vai và cánh tay xảo sinh đã hủy diệt đại bộ phận người bồn cầu thành cặn bã chỉ để lại vua bồn cầu và một số laser bồn cầu cỡ lớn chống đỡ ở hàng sau xảo sinh không muốn chơi nữa trực tiếp chạy về phía bồn cầu vương trong ánh mắt khiếp sợ của bồn cầu vương một quyền đánh bay hắn, sau đó pháo laser trên cánh tay nhắm vào bồn cầu vương. Xảo sinh chậm rãi giơ tay lên, những người bồn cầu khác tuy rằng cũng đang công kích nhưng xảo sinh quá cứng rắn, hoàn toàn không lay động được hắn, chớ nói chi là còn có hai pháo đại theo dõi hỏa lực rất mạnh đang phản kích. Pháo laser trên cánh tay xảo sinh sau khi tích trữ đầy liền bộc phát ra tia laser lớn hơn nòng pháo hướng về phía vua bồn cầu rơi xuống không trung mà đi. Ti la không chút bất ngờ đụng vào bồn cầu vương ở không trung nổ tung ra màu sắc rực rỡ, hơn nữa từ không trung có linh kiện lục tục rơi xuống. Xảo sinh vì phòng ngừa vạn nhất, mở ra nhiệt cảm cùng sóng âm dò xét, nhưng cũng không có nhìn thấy bồn cầu vương. Thành công rồi. Xảo sinh nhìn người bồn cầu đang dần rút lui, nghi vấn trong lòng được giải đáp. Lập tức xảo sinh dơ vũ khí lên công kích người bồn cầu, thậm chí thành phố cũng bị hủy diệt không ít. Không có việc gì, thành thị còn có thể tái tạo. Sảo Sinh có chút xấu hổ nói, "Bồn cầu vương không chết." Sảo Sinh cứu thế hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói cứu thế. "Vậy sao bây giờ anh mới nói?" Sảo Sinh vội vàng hỏi tình hình thế nào. "Tần số của vua nhà vệ sinh đã biến mất 3 giây và nó lại xuất hiện, nhưng tôi không cảm nhận được vua nhà vệ sinh vì vậy tôi không chọn nói với bạn. Tôi vốn tưởng rằng chỉ là phản ứng cùng tần số." cho đến khi anh giết xong người trong bồn cầu, tần số kia chuyển dời đến vị trí xa hơn, hơn nữa có tín hiệu ngăn cản. Đồng hành Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, vua toilet chỉ là thứ nhất, còn có thứ nguy hiểm hơn tồn tại. Hệ thống cứu thế xảo sinh thấp giọng nói. Nói cách khác, chúng ta tìm không thấy bồn cầu vương thời gian thực vị trí phải không? Tôi e là có, nhưng may mắn là anh ấy đã bị thương nặng. Trở về tự hỏi đi, xem ra cứu vớt một cái thế giới, còn muốn đi càng lâu dài đường, dứt lời, xảo sinh hóa thành hào quang tản đi. Chương 6 Mưu đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay sau khi xảo sinh rời đi, một người bồn cầu nhỏ lặng lẽ chui ra khỏi cống thoát nước, nhìn chung quanh nhanh chóng chạy mất. Qua một thời gian ngắn Đã ba, bốn giờ trôi qua kể từ khi chúng ta vừa mới bắt đầu xảo sinh cứu thế hệ thống nhìn xảo sinh đang ăn cơm nói làm sao vậy xảo sinh vừa mới mua mì ăn liền từ một quầy bán đồ vặt không có người nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi ta có chút hoài nghi ngươi còn nhớ rõ ti tan âm thanh nhân không đương nhiên nhớ rõ ngươi nói nói xem suy đoán của ngươi ngừng dài dòng mặt xảo sinh chờ đợi hệ thống hồi phục thân là vua bồn cầu làm sao có thể gặp ngươi hai lần sẽ không có phòng bị hắn lần này nhất định là bí quá hóa liều chỉ vì lấy đi chút gì đó từ chỗ ngươi, nhưng muốn lấy cái gì ta không thể hiểu được, thế còn Titan sao mang thì sao? Xảo sinh hỏi. Trước đây tôi đã đánh dấu anh ta bằng cùng một cách đánh dấu như tôi đã làm với Titan Monitor, nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng kênh tín hiệu của Titan đã bị hỏng. Chúng ta đi tìm giám sát viên hỏi tình hình chiến đấu đi, xảo sinh cứu thế hệ thống đề nghị nói, ta hiểu rồi, xảo sinh nhanh chóng đem mì sợi dài xong, đem chỗ còn lại xử lý sau đó mới hóa thân Titan xảo sinh nhìn chung quanh còn tạm thời hoàn hảo phòng ốc cao ốc, vừa định rời đi hắn lại lâm vào trầm tư hệ thống cứu thế xảo sinh hỏi rằng nó không hiểu cảm xúc của con người đối với một số thứ, nhưng nó có thể học vì chính mình, là người đồng hành, cho đến khi nó có thể hiểu được hành vi của người đồng hành. Tôi đang nghĩ, nếu như không có người đi vệ sinh, nơi này có phải sẽ vô cùng náo nhiệt hay không? trận chiến tranh này không phải do con người mang đến dẫn đến ít ai lui tới theo thời gian trôi qua cuối cùng hồi ức đã từng đều bị hủy diệt không còn một mảnh nếu như không có ta như vậy cuộc chiến tranh này đến tột cùng phải đánh mấy ngày hoặc là vài năm vài chục năm dứt lời xảo sinh thở dài thân ảnh to lớn dưới ánh mặt trời có vẻ hơi cô đơn xảo sinh cứu thế hệ thống trầm mặc nhưng không bao lâu nó liền an ủi nói bởi vì điều này sức mạnh của chúng tôi xuất hiện rất quan trọng đối với chúng tôi bằng cách kết thúc chiến tranh và do đó cứu thế giới thật sao bất quá ta nghĩ bọn họ đối với sự tồn tại này của ta đã coi là cái đinh trong mắt rồi bọn họ đã bắt đầu tự mình tới đây muốn chết rồi xảo sinh đáp lại hệ thống một bên quay đầu nhìn về phía mặt trời phương hướng cái kia dưới mặt trời có vài cái điểm đen rất hiển nhiên vẫn là có chút khoảng cách nhưng xảo sinh lại thấy rõ ràng đó chính là lượng lớn bồn cầu người những người đồng hành có vẻ như họ đã lên kế hoạch từ lâu bài kiểm tra vua toilet chỉ là để xác định điều gì đó và bây giờ họ đã hoàn toàn xác nhận để quyến rũ bạn một con cá lớn đơn độc a à, đã như vậy vậy để cho bọn hắn kiến thức cứu vớt thế giới lực lượng chỉ tiếc nơi này hoàn cảnh muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát xảo sinh tiếc hận nói lập tức chính diện hướng về đại lượng bồn cầu người đi đến vô luận là âm mưu quỷ kế như thế nào đều không đáng nhắc đến đó là sự tự tin tuyệt đối mà sức mạnh của Titan mang lại. Nhưng lần này, người bồn cầu cũng đã hoàn thành vũ khí đáng sợ nhằm vào xảo sinh. Chương 7 Nguy hiểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Xảo sinh chính diện tiếp xúc với rất nhiều người bồn cầu, bắt đầu giao chiến. Hỏa lực cường đại kia làm cho người bồn cầu nửa bước khó đi, hơn nữa trong chiến đấu, xảo sinh thình lình phát hiện người bồn cầu lại có thêm bộ dáng kỳ lạ thậm chí có rất nhiều người theo dõi cũng bắt đầu xông về phía hắn đây là chuyện gì xảy ra xảo sinh nhìn người giám sát phía dưới bắt đầu bò lên chân mình thầm nghĩ đồng hành giả giám sát người phía sau gáy mỗi người đều có một cái bồn cầu người đó là ký sinh xảo sinh hiểu rõ lập tức đem người theo dõi chụp xuống lập tức hệ thống cũng điều khiển sau lưng hai con mắt quan sát chung quanh cảnh giác ký sinh thùng ngựa người cbd dọc 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 yes yes ship dọc dọc xảo sinh nhìn phía trước một mảng lớn người bồn cầu chậm rãi giơ hai tay lên bả vai cùng cánh tay bốn khẩu pháo bắt đầu điên cuồng công kích những người nhà vệ sinh kia căn bản không thể chống lại lực lượng của xảo sinh trực tiếp bị thiêu đốt đến chết hoặc là trực tiếp nổ tung nát bấy xảo sinh đang điên cuồng giết loạn một người bồn cầu dưới ánh mắt hấp dẫn của rất nhiều người bồn cầu khác lèn lén đi tới gần xảo sinh người bồn cầu kia miệng nhếch lên nụ cười thật to hướng phía sau ra hiệu một chút một người bồn cầu siêu lớn từ dưới sự che chở của tòa nhà cao tầng đi ra người bồn cầu cao lớn kia gần như không kém vu bồn cầu nhiều lắm ở chỗ buộc bồn cầu có một khẩu pháo khổng lồ nối liền với thùng nước bồn cầu nhắm ngay xảo sinh đồng hành giả cẩn thận phía sau xảo sinh cứu thế hệ thống lập tức nhắc nhở nói xảo sinh nghe hệ thống ngữ khí lập tức vứt bỏ hướng phía trước công kích lập tức quay đầu giơ tay lên chuẩn bị xúc năng cánh tay pháo trực tiếp thiêu hủy hắn nhưng khi thấy xảo sinh xoay người người đi vệ sinh nhỏ kia liền lập tức hát lên cbd dập 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 yes yes shippy dập dập. theo âm thanh vang lên pháo đại của người bồn cầu siêu lớn phía sau lộ ra ánh sáng lập tức bộc phát ra dòng ánh sáng nhanh chóng mang theo chấn động khoảng cách vòng tròn đánh sâu vào người xảo sinh xảo sinh bị cổ rung động này bắn trúng, bốn khẩu pháo hoàn toàn ngắt kết nối, ngay cả camera phía sau đều hủy hoại mô đung tầm nhìn, nhưng cổ rung động này không thể duy trì lâu, không đến vài giây liền dừng lại. Đồng hành giả, Titan vũ trang hư hao độ 90%, đề cử rút lui. Xảo sinh nhìn chung quanh toát ra khói đặc tổn hại hài cốt thành thị, trong lòng có chút phẫn nộ, lập tức không nhìn hệ thống đề nghị hướng phóng ra chấn động bồn cầu người nhanh chóng tiến lên. Người bồn cầu loại nhỏ kia hiển nhiên bị xảo sinh còn có thể hoạt động hù dọa, lập tức hướng về phía người bồn cầu siêu lớn phía sau kêu lên, nhưng người bồn cầu siêu lớn cũng không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn xảo sinh, người bồn cầu siêu lớn có chút dại ra. Xảo sinh lập tức chạy đến phía trước bọn họ, một quyền liền đem người bồn cầu siêu lớn đánh ngã xuống đất, lập tức đem pháo của nó dở xuống, hơn nữa một cước giẫm nát người bồn cầu loại nhỏ kia xảo sinh cứu thế hệ thống nhìn lấy phẫn nộ xảo sinh vội vàng nói, sợ hắn cấp trên đem cái này phá hủy đi xảo sinh hoàng hồn, sau khi đem pháo thu vào không gian hệ thống quay đầu nhìn người bồn cầu lục tục tới, cùng với không chỉ một người bồn cầu cỡ lớn trên bồn cầu đội pháo, khiến xảo sinh có chút ngưng trọng. Vừa rồi cổ chấn động kia, hắn có thể cảm giác được kia xác thực thực đối với Titan thân thể tạo thành thương tổn, hơn nữa là một cái xúc mà chờ phát động loại hình, nếu như bị đánh trúng số lần nhiều, tuyệt đối không ổn đồng hành giả chúng ta cơ hội còn có rất nhiều. Xảo sinh cứu thế hệ thống ngưng trọng đề nghị nói, rút lui đi, số lượng này đã rất phiền toái. Xảo sinh điều tra một chút tình huống của mình, phát hiện cổ chấn động kia không phải đơn thuần cắt đứt kết nối vũ khí, mà là trực tiếp phá hủy vũ khí. Hắn không có thủ đoạn viễn trình, hơn nữa cổ rung động kia, quả thực chính là cừu non đợi làm thịt. Cách tốt nhất là rút lui xảo sinh trước khi người trong bồn cầu tới khoảng cách công kích lập tức hóa thành quan mang tản đi. Khu vực này, cũng chính như xảo sinh nói, đã bị hủy diệt trong thời gian ngắn ngủi này. Chương 8 Cứu viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ánh sáng lóe lên, xảo sinh đứng tại chỗ nhìn trung tâm thành phố hoàn hảo có chút phức tạp hệ thống cũng không có ý định đi chạm vào xảo sinh rủi ro chính mình đi nghiên cứu cái kia môn đối với titan xảo sinh tạo thành quấy nhiễu pháo đi xảo sinh nhìn mặt trời chậm rãi hạ xuống mặt trời chiều đánh vào trên thân thể to lớn của hắn cho dù có cao ốc gấp lại nhưng vẫn chiếu sáng xảo sinh sau đó ngay khi xảo sinh chuẩn bị tìm một chỗ nghiêm túc xử lý vấn đề pháo đài hắn đột nhiên nhìn thấy có trải rác người theo dõi cùng loa phóng thanh từ xa chạy tới những người giám sát kia nâng đỡ lẫn nhau người thu âm nhìn phía trước mở đường bảo vệ bọn họ lập tức cũng nhìn thấy xảo sinh cách tòa nhà cao tầng nhìn bọn họ bọn họ nhất thời cao hứng lên lập tức tăng tốc tới gần xảo sinh xảo sinh nhìn người giám sát và người thu âm tăng tốc sau khi điều tra xem sau gáy có người ký sinh bồn cầu kia hay không mới yên tâm ngồi xổm xuống người giám sát và người âm thanh không bao lâu đã đi tới trước mặt xảo sinh bọn họ nhìn quái vật khổng lồ như thế một người giám sát tàn tạ không chịu nổi liền hướng xảo sinh lo lắng hô. Xảo sinh, xảo sinh, chúng tôi cần ngại giúp đỡ. Xảo sinh nhìn tứ chi rơi lạ tả của hắn, trong lòng có chút lo lắng liền chỉ chỉ hắn. Tên giám sát kia nhìn xảo sinh chỉ hắn lập tức hiểu ra cái gì, lập tức trả lời. Không có việc gì, không có việc gì, thân thể ta còn có thể động. Xảo sinh không cần lo lắng. Xảo sinh nhìn dáng vẻ tự cường của hắn, lập tức hỏi. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được những lời này, tên giám sát kia liền phi thường sốt ruột trả lời. Nhưng là chúng ta biết hắn là sẽ không làm loại chuyện này, xin ngài giúp chúng ta tra xét nguyên nhân hoặc là cứu về hắn. Dứt lời tên kia giám sát người vừa muốn làm cái gì, nhưng lại quên mất thân thể của mình không có tứ chi, sau đó âm ầm hạ lệnh chung quanh giám sát người không kịp phản ứng, nhưng không một hồi liền đi qua đem hắn nâng lên. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc vận chuyển của xảo sinh thân thể thanh thúy rung động xảo sinh cứu thế hệ thống nói nó vừa mới cũng nghe được nhưng nó cũng tính toán qua nếu xảo sinh đi qua tám phần không cứu được ti tan âm nhân còn dễ dàng đem chính mình đưa vào nghe được hệ thống lời nói xảo sinh khóe miệng khẽ mỉm cười điều khiển thân thể chậm rãi đứng lên nhìn về phía đã bị mặt trăng thay thế bầu trời trùng hợp phát ra tiếng máy móc nổ vang thật lớn làm cho tất cả người theo dõi cùng người thu âm đều nhìn về phía hắn yên tâm đi, hắn là đồng đảng, ta sẽ không nhìn đồng đảng thấy chết mà không cứu. Xảo sinh dứt lời liền hóa thành hào quan tản đi người giám sát và người âm thanh nhìn nhau, người giám sát giơ ngón tay cái lên về phía xảo sinh rời đi, người âm thanh nhảy múa và hát tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, tên giám sát bị tổn hại nghiêm trọng đột nhiên nói ra. Chúng ta nhanh chóng trở lại căn cứ, chúng ta phải đi giúp Titan xảo sinh. Tại sao? Một người giám sát lớn hỏi. Titan xảo sinh từ vừa rồi liền trạng thái không tốt, thậm chí trên người hắn pháo đều là rời rạc rời rạc, cái này nhất định có vấn đề, chúng ta nhanh lên trở về gọi tiếp viện. Những người giám sát khác cũng ý thức được vấn đề, lập tức khi người giám sát bị tổn hại nghiêm trọng đi về phía căn cứ. Để có thể giúp đỡ vào những thời điểm quan trọng. Có vẻ như chúng ta đã đưa ra một quyết định vô lý. Xảo sinh không có trả lời, chỉ bất quá hắn nhìn ti tan loa nhân đứng ở cao ốc cùng trang bị la dè cỡ lớn bồn cầu nhân hủy diệt thành thị lúc, trong lòng một trận căm tức. Không lý trí thì không lý trí đi, xảo sinh dứt lời, từ trong cao ốc ẩn giấu thân hình nhảy ra ngoài. Đối chiếu 33 tập, dê, mang bị trùng sinh đánh bị thương nặng, bây giờ là người bồn cầu cỡ lớn trang bị la dè, người chơi ti tan nghe thấy tiếng máy móc ầm ầm thật lớn ý thức được không đúng, lập tức xoay người, nhưng thấy xảo sinh đã phản ứng không kịp lập tức bị hắn trực tiếp từ lầu cao cầm lấy đập xuống. Xảo sinh đè lên người âm thanh ti tan, đấm một cái vào đầu hắn, nhưng cũng không tạo thành bất cứ chuyện gì với người âm thanh ti tan, thậm chí khẩu pháo trên cổ tay vẫn tiếp tục tấn công xảo sinh. Xảo sinh vừa mới chuẩn bị làm cái gì, dư quan liền bị phía trước xa xa một cái đang cực nhanh tiếp cận màu lam vành đai khoảng cách quan lưu hấp dẫn ánh mắt. Nhân cơ hội này, nhà âm thanh Titan đã lợi dụng lực đẩy của ba lô tên lửa đẩy xảo sinh ra xảo sinh cũng kịp phản ứng lập tức rời khỏi nơi vừa rồi, luồng ánh sáng kia vừa vặn đập vào mặt đất vừa rồi. Nhìn về phía xa nguy hiểm vô hình cùng với âm thanh Titan đang gào thét với hắn. Xảo sinh cau mày, nhìn tình huống vô cùng bất lợi này, bắt đầu tự hỏi đường lui kế tiếp. Chương 9 Ác chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không đợi xảo sinh suy nghĩ đến tình huống tốt nhất, Titan đã giơ pháo lên công kích xảo sinh xảo sinh bị một pháo này nổ hoàn hồn, tuy rằng pháo tay của Titan âm thanh nhân thương tổn không đủ để thương tổn hắn, nhưng nơi này cũng không chỉ có Titan âm thanh nhân. Người bồn cầu chung quanh cũng lập tức phản ứng lại đánh úp về phía xảo sinh, cùng với một biến chủng kỳ lạ hình người bồn cầu. Thiết bị của xảo sinh đã chỉ còn lại bộ phận mắt to có thể vận hành bình thường, lực phản ứng không đủ trước 360 độ quan sát phản kích, chỉ có thể cứng rắn chống lại pháo tay của Titan vừa xử lý người bồn cầu xung quanh một cước giẫm nát một cái cỡ trung bồn cầu người, nắm lên vừa rồi cái kia bồn cầu thân hình người kỳ lạ biến chủng, hơn nữa để hệ thống phân tích lên, đồng hành giả, đây là nối tiếp đi lên, cũng không phải cái gì tiến hóa, xin yên tâm, xảo sinh cứu thế hệ thống giải đáp nói xảo sinh sau khi hiểu rõ thuận tay liền đem biến chủng này hướng ti tan âm thanh nhân ném đi. Lực đạo cường đại trực tiếp đem ti tan âm thanh nhân trôi nổi trên không trung đập cái 90 độ xoay tròn khiến nó không thể nhanh. Chống tiếp tục tấn công xảo sinh xảo sinh ném ra biến chủng sau đó xoay người đi cho la dè cỡ lớn bồn cầu người một quyền, trực tiếp đem hắn đánh cho ngất đi, lập tức kéo xuống bồn cầu buộc lại nhìn người bồn cầu đang bay xung quanh, xảo sinh nghĩ ra một biện pháp, hung hăng đánh vào một tòa nhà. Sử dụng các tính toán tinh vi để tạo ra động năng được điều khiển từ đống đổ nát đang bay về phía người đi vệ sinh. Cái này vỗ một lần trực tiếp liền đem năm sáu cái phi hành bồn cầu người diệt không còn một mảnh lập tức xảo sinh xoay người nhìn mới quay trở lại ti tan loa nhân, tiếp tục hướng tòa nhà đánh nhưng lần này, sau khi đánh xong đem tất cả kiến trúc thượng tầng cầm lên, ra sức ném về phía ti tan. Bị ký sinh ti tan âm thanh nhân nhìn bay tới vụn vặt phế tích, dùng pháo tay đem phá hư, nhưng nhìn thấy to lớn kiến trúc đập về phía hắn lúc, lập tức dùng tên lửa ba lô hướng phía sau lui đi. Nhưng xảo sinh lực lượng là cái gì? Mười vạn tấn cấp ném ra động năng, kiến trúc đại khái có năm tầng dáng vẻ cho dù không phải tốc độ âm thanh, cũng phi thường nhanh trực tiếp đem Titan loa nhân cho nền xuống, hắn thậm chí cũng không kịp dùng tên lửa ba lô tránh đi ngay khi xảo sinh tiến lên, phía trước lại truyền đến một đạo lưu quan cách vòng tròn màu lam, chẳng qua lần này khoảng cách rất gần. CBD dập 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 yes yes CBD dập dập xảo sinh lập tức nghiêng người tránh đi, lập tức cũng nhìn thấy một lượng lớn người trong bồn cầu đang ca hát vui vẻ đi về phía này. Xảo sinh ý thức được vấn đề lại nghiêm trọng, trực tiếp thay đổi chiến thuật cứu viện thành làm suy yếu người nghe Titan. Cứu cũng chạy không được, xảo sinh không mang theo Titan sao mang, mang theo cũng chạy không xa, dựa vào trước bồn cầu người kia sống chấn động cự ly xa đã kích, nếu cứu viện đó chính là một cái không có ý nghĩa tác chiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì xảo sinh chỉ có một người, độc lang tác chiến, lập tức chạy tới trước khi Titan đứng lên trực tiếp cho hắn một quyền, đem mặt của hắn nền xuống đất, cầm pháo tay của hắn lên liền tháo xuống cho hắn lập tức Titan phát ra tiếng gầm phẫn nộ, bắt đầu phản kích xảo sinh. Nhưng độ cứng của xảo sinh khiến cho nắm đấm của Titan âm thanh giống như mềm nhũng, một chút thương tổn cũng không bị xảo sinh lật người, trực tiếp mạnh mẽ tháo ba lô tên lửa xuống. Ngay khi xảo sinh phá hủy ba lô tên lửa, những người trong bồn cầu lại phóng sóng chấn động về phía xảo sinh. Xảo sinh lập tức quay cuồng về bên phải lợi dụng kiến trúc tiến hành ngăn cản, lực lượng sóng chấn động trực tiếp chấn động tòa nhà vỡ vùng hoàn toàn chính là vũ khí cực tốt chuyên môn từ trong ra ngoài xảo sinh từ trong đại lâu chạy ra đem ti tan âm thanh nhân bắt lại hướng bồn cầu nhân ném tới trực tiếp liền đem một mảng lớn cùng với một bộ phận cỡ lớn bồn cầu nhân đập cho thất linh bát lạc lập tức xoay người liền hóa thành hào quan tản đi bị ký sinh ti tan âm thanh nhân cầm lấy bồn cầu nhân bồn cầu đứng lên phẫn nộ gào thét lập tức hướng xảo sinh rời đi phương hướng chạy tới những người khác trong bồn cầu cũng lộ ra biểu tình phẫn nộ đi theo Titan âm thanh đuổi theo xảo sinh. Xem ra không chỉ nhằm vào phòng ngự, ngay cả phương thức đào tẩu cũng bị nhìn thấu, nên làm cái gì bây giờ? Chương 10 Tập kết, đồng bạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay khi xảo sinh đi xử lý chuyện của Titan sao mang, đội giám sát và sao mang gặp xảo sinh cũng nhanh chóng chạy tới trụ sở chính đặc biệt là người theo dõi tổn hại nghiêm trọng, cho dù thân thể không được đầy đủ cũng bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Lúc này, Titan giám sát người đã sửa xong, chỉ bất quá giám sát các nhà khoa học đang suy nghĩ như thế nào thăng cấp, nếu như hiện tại để Titan giám sát người xuất kích thật sự là bất lợi cho tiếp theo phát triển, nhất định phải thăng cấp. Theo tổn hại nghiêm trọng giám sát nhân xông vào Titan giám sát nhân sửa chữa trong phòng. Đám kia giám sát nhà khoa học ngừng thảo luận đồng loạt nhìn về phía vị này giám sát nhân người giám sát cỡ lớn gần cửa nhất đỡ hắn dậy, an trí hắn ở chỗ ngồi, lập tức gọi một nhân viên sửa chữa tới sửa chữa người giám sát này. Tên giám sát viên bị tổn hại nghiêm trọng vừa tiếp nhận sửa chữa vừa nói với nhà khoa học giám sát. Chúng ta gặp được Titan xảo sinh rồi, hắn cần chúng ta trợ giúp. Đồng bạn, ngươi phải biết rằng, chúng ta đã phân không ra dư thừa chiến lực đi xử lý việc vặt một vị giám sát nhà khoa học tiếc Núi nói, hắn cho rằng chỉ là một việc nhỏ còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính tên giám sát kia hiển nhiên cũng hiểu được vấn đề của mình lập tức nói. Xin lỗi, là ta nóng vội. Titan âm thanh nhân phản chiến rồi. Cái gì? Một số nhà khoa học giám sát sửng sốt đứng lên không thể tin được. Các nhà khoa học giám sát khác nhìn nhau, lập tức có một người hỏi. Vậy chuyện này có liên quan gì đến Titan xảo sinh? tại vừa mới nghe thấy có liên quan đến xảo sinh đề tài lúc, Titan giám sát nhân cũng đã hướng phòng họp nhìn qua, lặng lặng lắng nghe Titan xảo sinh cùng chúng ta gặp nhau sau, chúng ta quá mức sốt ruột liền nhờ hắn đi xử lý Titan loa nhân chuyện này, nhưng thẳng đến hắn sau khi rời đi chúng ta mới phát hiện, xảo sinh vũ khí trang bị đều rời rạc rời rạc, nói vậy hắn trạng thái không tốt, chúng ta cần đi trợ giúp hắn. Các nhà khoa học giám sát và các nhà giám sát lớn nhìn nhau, và cách xử lý vấn đề này rất phức tạp, đầu tiên xảo sinh không phải người theo dõi cũng chưa bao giờ gia nhập bọn họ chỉ thuận tay hỗ trợ thuận thế mà làm chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ ở một mức độ nhất định nhưng dựa theo lời hắn nói như vậy ti tan âm thanh nhân phản chiến xảo sinh đi xử lý vậy thì cùng bọn họ là một cái chiến tuyến bọn họ hẳn là phái ra trợ giúp vấn đề lớn nhất là hỗ trợ như thế nào và có nên hỗ trợ hay không để hỗ trợ chúng ta phải giảm thiểu thiệt hại nhưng lần này chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và vấn đề hơn. Lựa chọn như thế nào? Nó trở thành vấn đề lớn nhất của thảm họa và số phận lớn nhất. Lập tức bọn họ thương thảo, trợ giúp một phương mặt dù nói có lý có cứ, nhưng cuối cùng bị một câu đánh trầm mặt. Chúng ta không còn nhiều bạn bè trong vùng chiến sự này nữa rồi, một giám sát viên lớn nói. Toilet người số lượng từ từ gia tăng, chúng ta tổn thất cùng bổ thế lại có quan hệ trực tiếp, đây là khái niệm gì, tương đương với đánh một hồi đại chiến chúng ta liền nhất định tổn thất thảm trọng, tên kia đưa ra không ai đánh cỡ lớn giám sát nhân nói như thế, hắn cũng muốn trợ giúp, nhưng bọn họ là thật sự không có người nhìn lẫn nhau không biết làm sao bây giờ giám sát người, tên kia tổn hại nghiêm trọng giám sát người đem đầu cúi xuống, có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc này Titan giám sát nhân phát ra âm thanh. Chúng ta phải hỗ trợ, chúng ta không thể mất thêm một người bạn nào nữa. Nhưng Titan không sợ, chúng ta đã không còn bao nhiêu đồng bạn, tên giám sát nói. Vậy thì toàn lực ứng phó, chỉ cần hắn sống sót, vậy chúng ta liền nhất định còn có hy vọng, Titan giám sát nhân kiên định nói. Nhà khoa học giám sát cùng người giám sát cỡ lớn nhìn nhau một chút, hướng về phía Titan giám sát nhân so cái khen, người giám sát cỡ lớn lập tức rời đi tập kết bộ đội mà giám sát nhà khoa học thì bắt đầu lập tức nghiên cứu lên thăng cấp phương hướng, ngay tại vừa mới trong tranh luận, bọn họ rốt cục nghĩ tới như thế nào thăng cấp Titan giám sát người lực lượng, lập tức cũng bắt đầu cố gắng lên nhìn bắt đầu bận rộn mọi người, tên kia đã bị sửa chữa trước tổn hại nghiêm trọng giám sát nhân, hướng Titan giám sát nhân giơ cái trịnh trọng ngón tay cái Titan giám sát nhân nhìn về phía hắn cũng đáp lại, lập tức phát ra máy móc thật lớn tiếng nổ vang, rời đi nơi. Này!